xin chào quý vị và các bạn với đạo đức chúng ta tuyển bạn đầu tay. Em còn sân, anh cũng còn sân, ước gì ta được làm quen một nhà. Em về thưa với mẹ cha. Dạ vâng, để đến từ chương trình giao lưu văn nghệ trong buổi tối ngày hôm nay, xin mời toàn thể bà con cô bác cũng như toàn thể các vị khách quý đến với chị hai, chị ba, anh hai, con họ qua cầu phúc ba quan dân ca đồng bằng bắc bộ. Xin mời toàn thể các vị khách quý cùng thưởng thức.
tôi về thấy ở đền đền Tràng Nguyên Phạm Công Bình. Công Bình hôm nay thì xin mời tập thể quý vị sẽ cùng gặp gỡ và trở lại với mình con thân yêu của quê hương nhà, vẫn nam con nữ mới niên xuân, vẫn chàng trai trẻ biết phần cho tình yêu. Bây giờ trở lại với chương trình này, xin mời tập thể quý vị, xin mời tập thể quý vị anh chị và bạn chúng ta sẽ gặp gỡ với người con thân yêu của quê hương nhà với sự tham gia của nam ca sĩ Trần Tiến. Và xin mời tập thể quý vị chúng ta dành cho Trần Tiến chào đón lời nhiệt liệt chào đón Trần Tiến có mặt trên sân khấu để tham gia với ca khúc để mừng cho ngày đặc biệt là ngày lễ khánh thành của bên Phạm Công Bình hôm nay. Xin được trân trọng kính mời Trần Tiến trở về sân khấu. Xin được trân trọng kính mời. Cảm ơn chương trình. Kính chào các bạn, toàn thể dân yên hà thôn. Ngày cũng là ngày vui chung. Đây là chương trình văn hóa văn nghệ của đoàn. Vậy là tất cả thôn Yên Lạc mình hôm nay cháu xin phép với các phụ ông các bà và toàn thể tất cả dân An Lạc thôn hôm nay Trần Tiến cũng có vui với chương trình văn hóa văn nghệ hôm nay có một bài hát về cha và hát về mẹ. Thì hôm nay Trần Tiến cũng gửi về các cha và các mẹ một bài hát về mẹ. Bài lòng mẹ. Bài đất nước. Oh,
giải nhá. Anh đến quê em một chiều nắng ấm, khúc hát quê anh yêu.